Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm 2021 Tân Sửu nữ mạng, phạm phải phá thái tuế, gặp nhiều biến động, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người, bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Bính Thìn nữ mạng chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi tuổi Bính Thìn năm 1976 nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ các hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những phương pháp giúp người tuổi Bính Thìn nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Thìn trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ không còn thời kỳ bình ổn do tương phá với thái tuế, mà thái tuế là sao kiếp tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở, trong sự nghiệp bị cái tiểu nhân quấy nhiễu khiến cho mối quan hệ với đối tác làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Mặt học tập sẽ có lợi trong năm 2021, bản mệnh có thể chuyên chú vào việc trau dồi kỹ năng để nâng cao bản thân. Nữ mạng tuổi 1976 là 40 năm tuổi. Đây là một năm nằm trong đại vận có ảnh hưởng lớn đến tương lai của bản mệnh sau này. Mặc dù tương khắc với năm Sửu nhưng nhờ có vận thế vững vàng nên sự nghiệp và tài vận sẽ đi lên. Lưu ý bản mệnh không nên tiến hành đầu tư lớn trong năm nay. Chuyện hôn nhân của bản mệnh trong năm 2021 cũng có điểm tan vỡ. Nữ Bính Thìn nên biết cách điều tiết cảm xúc để giữ cho cơm lành, canh ngọt. Sức khỏe trong năm 2021 có lẽ là thứ ổn định nhất đối với nữ Bính Thìn. Nhưng đừng quá chủ quan, con giáp nên chú ý các tác động bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến an toàn thân thể của mình. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Thìn hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Umani Padme Hum. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Bính Thìn nữ mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm mới sẽ không được như ý do chịu sự ảnh hưởng của thái tuế. Bản mệnh sẽ thường xuyên gặp kẻ tiểu nhân bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối. Bản mệnh bị đẩy vào thế bị động,
có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi, thị phi với đồng nghiệp. Bù lại, việc học tập thi cử lại rất tốt, lợi cho việc tiến thân, thăng chức. Mặc dù vận thế năm nay đi xuống, nhưng bạn sẽ có quý nhân hỗ trợ nên không cần quá lo lắng. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, chỉ cần lưu ý giữ gìn quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên thật tốt, nếu không sẽ cản trở rất nhiều đến công việc. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ thì nữ tuổi Bính Thìn hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ con đường sự nghiệp. Về mặt tài vận, cơ giáp này sẽ phải tiêu pha nhiều vì những người xung quanh. Trong năm bản mệnh sẽ không gặp được nhiều thời cơ kiếm tiền tốt. Một phần nguyên nhân cũng là do quan hệ xã giao kém đi nên ít người giúp đỡ. Vận chính tài thể hiện tiền lương chính trong năm 2021 chắc chắn sẽ bị giảm sút rất nhiều. Tuổi Bính Thìn cũng nên giữ tiền cẩn thận, năm nay không thích hợp cho việc đầu tư hay chơi các trò đỏ đen. Trong 6 tháng cuối năm, bạn sẽ gặp tình trạng thua lỗ tiền bạc không ít. Thế nên đi đâu, làm gì cũng cần đề phòng mọi nguy cơ ảnh hưởng đến tài vận. Năm 2021, do phạm phá thái tuế khiến tài vận của tuổi Bính Thìn không mấy khả quan. Để có thể kích tài lộc thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Thìn hãy đeo pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021. Về mặt tình duyên, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm nay không gặp vận đào hoa, lại phạm phá thái tuế nên dễ nảy sinh tranh chấp, mâu thuẫn với đối phương. Đôi bên mỗi người nên kiềm chế một chút, nữ mệnh nên hòa nhã hơn và nhường nhịn, nếu không gia đình sẽ lục đục không yên. Nữ mạng tuổi Bính Thìn cần đề phòng có người thứ ba phá hoại lương duyên, bạn nên chú ý động thái, cử chỉ của chồng, đồng thời thay đổi cách thức thể hiện tình cảm để kéo gần khoảng cách đôi bên. Với những người đã ly hôn thì sẽ có nhiều cơ hội kết đôi, song khả năng gắn bó là không cao. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2021 dự báo nữ mạng sinh năm 1976 Bính Thìn sẽ bị thương, mắc bệnh hoặc các tai họa ngầm. Do tuổi Thìn tương phá thái tuế, mệnh thổ quá vượng cho nên đội ngũ hành mộc bị tổn hại. Trong cuộc sống thường ngày thì sẽ không xuất hiện điều bất lợi, rủi ro. Tuy nhiên, cần chú ý chính là những tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ như khi đi đường, đi du lịch, nữ mạng Bính Thìn sinh năm 1976 cũng không nên quanh quẩn ở nơi công trường đang xây dựng hoặc vi phạm luật giao thông đi đường. Nếu không, nguy cơ xảy ra thương tổn thân thể là rất cao. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. 1. Vận hạn. Trong năm Tân Sửu, nữ mạng sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp năm có hạn thiên tinh thì sẽ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm, chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai sẽ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt.
Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do leo trèo với tay lấy các vật trên cao. Một trong những cách giải hạn thiền tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, cho rồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì bản mệnh nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Với tuổi Bính Thìn, nếu đang có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao. Khi cần, hãy nhờ một người nào đó giúp, không được tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn cẩn trọng, không được té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy, thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Đặc biệt, nữ tuổi Bính Thìn phải thật cẩn thận trong việc ăn uống, thực hiện ăn chín, uống sôi để đề phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, là sao Kế Đô. Nó là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi lại gặp đại hạn, thường tật bất ngờ. Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền, chán nản. Giai đoạn bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lâm bông. Nữ giới cực kỵ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp những chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm của người xưa là phụ nữ có bầu bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu, mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.